Ủy ban Nhân dân huyện Chư Rông vừa tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Năm 2023, Công an huyện Chư Rông đã chủ động triển khai 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vào các thời gian diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, dân tộc. Kết quả trong năm đã kéo giảm 5% tội phạm hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 75%, trọng án đạt trên 90%, tỷ lệ giải quyết tố giác tuyên báo đạt trên 90%, không để xảy ra tình trạng oan sai bỏ lọt tội phạm. Trong năm 2024, huyện Chư Rông phấn đấu giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2023. Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số án khởi tố, giảm tỷ lệ tái phạm tội trong tổng số người đặc xá, tù tha, tha tù trước thời hạn có điều kiện xuống dưới 15%. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân huyện đã khen thưởng đột xuất một tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong điều tra vây bắt nhóm đối tượng buôn bán hàng cấm.